Hồi nãy á, khi cậu bé gặp lại cha mẹ cái cảnh tượng đó thì sao con? Con thấy sao? Thật là gì con? Thế ghét à? Vì nó đã được phù thủy phù phép rồi đó con. Phù phép cho những cái mảnh vỡ đó có thể gáp lại được với nhau. Ghê quá con hả? Bay về với lại bọc với phù thủy rồi đó con.